Để tiếp nối chương trình thì Tấn Hưng xin hát ba câu giọng cổ trích trong giờ cải lương Lưu Bình Bình Dương Lệ. Mời các anh chị cùng thưởng thức qua tiếng đàn của anh Lâm Trí Đợi Kita và anh Mạnh Cường đàn sến. Không phải vì đôi lạnh, mặc dù ta đây bằng hồ đang bề say mòn nước không bằng hồ cô lệ nghiêng môi từng ngày sẽ cho ta thành đường bánh dung như bát con kinh bạc ta tăng. Dạ, xin cảm ơn những tràng pháo tay và những cành hoa tươi thắm đã các cô chú anh chị đã dành cho Tấn Hưng. Dạ, xin mời anh Hưng. Xin cảm ơn anh hát Tấn Hưng rất nhiều. Tấn Hưng hát dù có 5 bông nhưng mà trong đó là 800.000 cái gì. Vâng, xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, kết nối chương trình xin mời quý vị cùng đến với tiếng hát của chị Cúc. Chúng ta chỉ còn có mấy cái một nữa, anh chị ráng ở đây thưởng thức chung vui cùng